Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hình 24 trên 7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Hùng ca Việt Nam Cộng Hòa. CD gồm 7 ca khúc hùng ca của Việt Nam Cộng Hòa và 7 karaoke track. Quý vị có thể vào trang nhà sbtnhomeshopping.com để đặt mua hoặc liên lạc 888 500 2018. Giá CD chỉ có 10 đô la. Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình SPTN. Tiếp theo trở lại tin Việt Nam có tin tức cho hay công ty Puyen Việt Nam tạm ngừng sản xuất từ 14 tháng 7 vì Covid-19. Phần tin chi tiết mời quý vị theo dõi ví dụ như sau. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin công ty Poyon Việt Nam ở quận Bình Tân, thành phố Sài Gòn sẽ dùng sẽ ngừng sản xuất từ ngày 14 tây tháng 7 vì không thể bố trí cho tất cả nhân viên ăn ở tại nhà máy này. Quyết định tạm ngừng 10 ngày được đưa ra sau khi mà lãnh đạo nhà máy làm việc với nhà cầm quyền quận Bình Tân. Quận Bình Tân yêu cầu Poyon chỉ được sản xuất khi mà bố trí toàn bộ công nhân ở lại nhà máy. Cứ 3 ngày thì tất cả nhân viên phải được xét nghiệm tầm soát COVID-19 Công ty không thể nào đáp ứng những yêu cầu này. Và kể từ đầu năm cho đến nay thì có hơn 33.000 trong số 56.000 công nhân của công ty này đã phải tạm ngừng việc vì dịch bệnh Covid-19. Trong số này thì có gần 20.000 công nhân phải nghỉ việc do nhiễm bệnh hoặc là các trường hợp có liên quan đến các ca nhiễm nên phải bị cách ly. Báo chí cũng đã đưa tin Úc và Nhật cam kết sẽ hỗ trợ thêm cho Việt Nam. 2 triệu rưỡi liều vaccine AstraZeneca trong tuần tới. Và trong chuyến thăm Việt Nam vào ngày 13 tháng 7, thì Bộ trưởng Thương mại Đầu tư và Du lịch Dan Tehan của Úc cho hay rằng sẽ hỗ trợ cho Cộng sản Việt Nam gần 30 triệu Mỹ Kim và 1 triệu rưỡi liều vaccine AstraZeneca sản xuất tại Úc trong thời gian sắp tới. Và cũng trong cùng ngày, thì Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản là Toshimitsu Motegi cũng thông báo Nhật sẽ hỗ trợ cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Theo dự kiến, thì lượng vaccine này sẽ về đến phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn vào ngày 16 tháng 7. Trước đó, thì 2 triệu liều vaccine AstraZeneca mà Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam đã được chuyển tới Sài Gòn vào các ngày 16 tháng 6, 2 tháng 7 và 9 tháng 7. Nguồn tin tiếp theo cho hay Việt Nam tiêm kết hợp vaccine coronavirus của Pfizer và BioNTech cho mũi thứ hai. Vào thứ Ba ngày 14 tháng 7, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho biết Việt Nam sẽ tiêm kết hợp vaccine coronavirus của Pfizer và BioNTech như một biện pháp cho mũi tiêm thứ hai đối với những người đã tiêm ngừa mũi đầu tiên bằng vaccine AstraZeneca. Chiến dịch tiêm chủng đại trà của Việt Nam đang trong giai đoạn đầu cho đến nay, Việt Nam chưa có đến 300.000 người được tiêm chủng đầy đủ cả hai mũi. Cho đến nay, Việt Nam đã sử dụng vaccine của AstraZeneca và tuần trước đã nhận được 97.000 liều tiêm mRNA của Pfizer-BioNTech. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho biết trong một tuyên bố rằng các vaccine Pfizer sẽ được ưu tiên cho những người đã được tiêm mũi đầu tiên của AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần trước. Một số quốc gia bao gồm Canada, Tây Ban Nha và Nam Hàn đã phê duyệt việc pha trộn vaccine chủ yếu do lo lắng về các trường hợp gây đông máu hiếm gặp có khả năng gây tử vong liên quan đến vaccine AstraZeneca. Theo một nghiên cứu ở Tây Ban Nha, sự kết hợp Pfizer-AstraZeneca rất an toàn và hiệu quả dựa trên cơ sở của kết quả sơ bộ. Tuy nhiên, vào hôm thứ Hai, nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyên không nên pha trộn và kết hợp vaccine COVID-19, đồng thời gọi đây là một xu hướng nguy hiểm vì thiếu dữ kiện về các tác động xảy ra đối với sức khỏe. Trong tháng 7, Việt Nam đã 8 lần phá vỡ kỷ lục các ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày. và hôm thứ Ba, Việt Nam ghi nhận 2031 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Hầu hết các ca nhiễm đều được là ở vùng tâm dịch Sài Gòn. Nguồn tin sau đây cho hay lực lượng công quyền Cộng sản xông vào nhà dân, cướp đồ xịt hơi cay vào chủ nhà. Vào ngày thứ Ba, 13 tháng 7 năm 2021, Facebook mang tên Bùi Khải đã đăng tải một số video và nội dung cho biết là gia đình của anh sống ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Sài Gòn, đã bị lực lượng công quyền gồm công an, trật tự đô thị, dân quân tự vệ và một số người mặc thường phục mang theo dùi cui, bình xịt hơi cay, xông vào nhà cướp thực phẩm tươi sống của gia đình anh theo thông tin trên camera an ninh của gia đình thì anh Bùi Khải đã ghi lại sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ 10 phút sáng ngày 13 tháng 7. Nội dung trong đoạn video cho thấy nhóm lực lượng công quyền đã xông vào lấy hết các khay rau, củ quả của gia đình anh Bùi Khải. Lấy ở trước nhà xong thì nhóm người này tiếp tục xông vào nhà lấy hết những thực phẩm tươi sống trong nhà của anh Khải rồi mang ra xe của mình trong lúc xông vào nhà cướp đồ thì một người mặc thường phục trong nhóm công quyền đã cầm một chai bình xịt, xịt vào mặt anh hai của mình. Còn mẹ của anh Khải thì bị hai người sốc nách kéo từ trong nhà ra ngoài đường. Anh Hải cho biết rằng sau khi mẹ nhà công quyền thực hiện lệnh phong tỏa thì cấm người dân bán đồ ăn chế biến sẵn thì gia đình của anh đã ngừng bán bánh bao và đóng cửa. Nhưng vì do thấy nhiều người dân chung quanh khó khăn không có đủ tiền để vào siêu thị mua thực phẩm cho nên gia đình của anh đã tự bỏ tiền túi đi mua các thực phẩm thiết yếu, giúp đỡ cho người nghèo khổ có cái ăn sống qua ngày. Tuy nhiên, thì việc làm này của gia đình anh Khải đã bị lực lượng công quyền cho là vi phạm phòng chống dịch, cho nên đã tới ngăn cấm bằng những hành động bạo lực, xem thường luật pháp. Bản tin tiếp theo cho hay, CPJ kêu gọi Cộng sản Việt Nam phóng thích blogger Lê Dũng Vô Ngày 12 tháng 7, Tổ chức Ủy ban Bảo vệ ký giả CPJ đã ra thông cáo báo chí kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tự do ngay cho blogger Lê Văn Dũng, bãi bỏ những cáo buộc đối với ông này và ngưng sử dụng những luật mơ hồ để đe dọa báo giới. Đại diện cao cấp của CPJ tại khu vực Đông Nam Á, ông Sean Crispin nói trong thông cáo rằng nhà cầm quyền Việt Nam phải chấm dứt đối xử với các nhà báo độc lập cũng như tội phạm cần phải đảm bảo là không bỏ tù nhà báo nào chỉ vì hoạt động truyền thông của họ. Thông cáo được CPJ đưa ra hai tuần sau khi ông Dũng bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự, với mức án cao nhất lên đến 20 năm tù giam nếu bị kết tội. Ông Dũng là một nhà báo tự do, phụ trách chương trình Chấn Hưng Nước Việt trên nền tảng Facebook và YouTube. Chương trình này chuyên loan tin những tin tức về tình hình chính trị, xã hội, nàng tham nhũng, tranh chấp đất đai tại Việt Nam cũng như quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cáo buộc những video trên chương trình chấn hưng nước Việt xuyên tạc và nói xấu nhà cầm quyền và lãnh đạo nhiều địa phương. Tuần trước, Tổ chức Ký giả Không biên giới RSF cũng ra thông cáo báo chí chỉ trích Cộng sản Việt Nam trong việc bắt giữ ông Dũng, nói rằng vụ bắt giữ vi phạm chính điều 25 của Hiến pháp Cộng sản Việt Nam. Người tin sau đây cho hay cơ quan kiểm soát thuốc Hoa Kỳ tức là DEA truy nã Hồng Bích Tiêu về tội rửa tiền. Thưa quý vị, cơ quan kiểm soát thuốc Hoa Kỳ tức là DEA hiện nay đang phát lệnh truy nã bà Hồng Bích Tiêu, 45 tuổi, về tội rửa tiền. Theo DEA, thì bà Hồng Bích Tiêu sinh năm 1976, lần cuối cùng nhìn thấy bà ở tỉnh Ontario, Canada. Các thành viên trong cộng đồng nếu như nhìn thấy hay là có bất kỳ thông tin gì về bà Hồng Bích Tiêu có thể báo cáo thông tin một cách ẩn danh trên trang web của DEA.gov. Quý vị cũng có thể gửi thông tin cho Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ, tức là USMS. Nếu như quý vị gặp đang gặp nguy hiểm thì xin hãy gọi 911 hoặc là cảnh sát địa phương của quý vị ngay lập tức. Tiếp theo là cập nhật thông tin về COVID-19 tại quận hạt Santa Clara. Thưa quý vị, tính đến ngày 12 tháng 7, đã có 82, 82 thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên được tiêm ngừa ít nhất một liều vaccine COVID-19 và đã có 76% cư dân hội đủ điều kiện được tiêm ngừa đầy đủ. Số trường hợp nhiễm COVID-19 trung bình 7 ngày ở thời điểm hiện tại là 48 trường hợp, tăng gần gấp đôi so với 2 tuần trước đó. Theo CDC, vùng Bay Area hiện đã biệt liệt kê vào danh sách có số trường hợp nhiễm Covid-19 tăng vọt ở những người chưa được tiêm ngừa. Bộ Y tế tiểu bang California cho biết tính đến thứ Sáu tuần trước, có đến 36% số ca nhiễm liên quan đến biến thể Delta. Theo CDC, những ai đã tiêm ngừa đầy đủ được bảo vệ tốt khỏi biến thể Delta và có thể tiếp tục tham gia những hoạt động yêu thích mà không cần phải mang khẩu trang hoặc phải duy trì khoảng cách an toàn với người khác. Tuy nhiên, sau khi có báo cáo về biến thể Delta vào tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra khuyến cáo, dù được tiêm ngừa đầy đủ hay chưa, quý vị vẫn nên mang khẩu trang khi đi vào các khu vực không thông thoáng gió nên hay là ở trong nhà để nâng cao bảo vệ cho bản thân và những người xung quanh. Để biết thêm thông tin về chủng ngừa COVID-19, linh lấy lịch hẹn và danh sách các địa điểm tiêm ngừa không cần lấy hẹn, vui lòng truy cập trang web sccfreevax.org. Nếu quý vị cần được giúp đỡ trực tiếp, vui lòng gọi số 408 970 2000. Thưa quý vị, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại 408 970 2000. Đến đây, một lần nữa chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức trong giây lát khi trở lại sẽ gửi đến quý vị một phóng sự từ Việt Nam cũng như một lá thơ kêu gọi của đức cha Xe Nguyễn Chí Linh. Mời quý vị nhớ đón theo dõi.